ủ ngay giữa luôn rồi, màu xanh đó. Màu xanh này, này dưới màu xanh đó không? Rồi, vô. Bắn súng mà không đeo tai nghe vô nha. Không đeo này vô có thể là bị điếc lỗ tai. Vậy hồi xưa ra chiến trường á, nhiều người bắn súng bự hơn rồi. Mỗi lần bắn nghe băng 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 về nói chuyện nghe băng băng luôn. Thì anh à. Người ơi. Quay mặt dữ trơn vậy. Quay súng được rồi má. Cách khoảng chục mét. Băng băng.